tuyệt vời các bạn ạ. Cái nước ăn mà từ nãy giờ các bạn biết là mình dùng thìa là mình hút cái phần nước là các bạn biết là nó ngon tới cái mức độ là không thể nào mà không hút cái phần nước được các bạn ơi. Cái mâm này mình ăn cũng hết nha các bạn. Đại món hải sản mà đúng ý quá các bạn nhỉ. Mà các bạn biết không, cái món nghêu à, thay vì mình gọi cái món nghêu hay cái món nghêu cũng là một loại nha các bạn. Ai thích gọi nghêu thì nghêu, ai thích gọi nghêu thì nghêu các bạn ơi. Nghêu nghêu là một thôi các bạn ạ. Hi, chào các bạn trên kênh Cuộc Sống Hai Chị Em. Các bạn ơi, ngày hôm nay hai chị em mình sẽ làm món nghêu sốt Thái nha các bạn. Mình có 2 ký nghêu mình mua về, mình ngâm bằng nước vo gạo và cắt vào 3 chai ớt nha các bạn. Ngâm trong 20 phút rồi rửa sạch lại nha các bạn nhé. Một ít húng quế, nước cốt me. Gia vị thì mình gồm có sả, riềng, hành lá, khóm, lá chanh, củ hành tím và ớt. Và không thể thiếu là một chai sốt Thái, lẩu Thái này nha các bạn. Bây giờ mình mời các bạn vào bếp với mình để luộc cái phần ngao này nha các bạn nhé. Nước có sôi thì mình sẽ cho ngao vào luộc nha các bạn. Thì mình lưu ý là ngao mình luộc con nào con, nếu mà nó mở miệng ra trước thì mình sẽ vớt ra trước nha các bạn. Tùy con, có con mở trước mở sau các bạn ạ. Con nào nó hé lên là mình sẽ vớt ra liền nha các bạn. Nếu mà mình luộc theo cái cách thông thường ấy các bạn, mình đổ vào mình đậy vào ấy, thì con nghêu này nó, con ngao này nó sẽ chín và ruột nó sẽ rớt xuống hết các bạn ạ. Nên là mình chịu khó mình luộc kiểu này. Mình cứ chịu khó vậy các bạn, mình luộc như thế này nè, để mình gắp từng con lên để khi mà mình xào sốt Thái á, thì cái thịt con ngao nó không có bị rớt ra ngoài và nó ăn nó sẽ ngon đẹp hơn nữa các bạn ạ. Ruột con ngao mà nó rớt ra ngoài khi mình sốt Thái gì nó không có được đẹp mắt đấy các bạn. Cho nên là mình là nấu ăn cũng là một cái nghệ thuật đấy các bạn ạ. Đây các bạn thấy mình luộc em nào ruột đấy dính vào trong cái vỏ rất là đẹp các bạn. Giờ mình sẽ phi cái phần sả trước và phần hành tím nha các bạn. Sau khi mình phi cái phần sả và phần hành tím nó thơm nó vàng rồi nha các bạn, thì kế tiếp thì mình sẽ cho cái phần riềng. Giờ mình cho đến cái phần khóm và phần ớt. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần nước cốt me vào nha các bạn. Cho thêm một ít nước lọc. Bây giờ mình sẽ nêm nếm gia vị vào nha các bạn. Chia nước sốt tương cà. Ba thìa tương ớt. Thìa rưỡi cái sốt mà lẩu Thái các bạn. Ba thìa đường nhỏ. Thìa bột nêm. Để cho cái phần sốt này nó sôi lên nha các bạn. Sau cùng thì mình sẽ cho thêm một thìa rưỡi nước mắm. Cái nước sốt của mình thử rất là ngon rồi các bạn ạ. Màu nước sốt các bạn thấy có đẹp không các bạn? Chua chua, cay cay, ngọt ngọt, đúng hương vị của sốt Thái. Bây giờ mình sẽ cho cái phần ngao vào. Quá đẹp mắt luôn các bạn. Cái phần sốt nó sôi lên tí nữa. Mình cho cái phần lá chanh, húng quế và hành lá là mình tắt bếp được rồi nha các bạn. Các bạn ơi, hai chị em mình đã làm xong một chảo ngao sốt Thái chua cay thật là thơm rồi các bạn. Quyến rũ lắm các bạn ơi. Bây giờ mình mời các bạn thưởng thức cùng với mình nhé. Các bạn
bạn nhìn thấy cái chảo ngao sốt Thái có đẹp mắt không các bạn? Nhìn rất là đẹp mắt. Thèm các bạn ơi. Món ngao sốt Thái này các bạn, nếu mà ở ngoài tiệm đó, người ta cho vào một cái thố hoặc là một cái chảo nhỏ hơn, rồi bắt lên một cái bếp ga nhỏ nhỏ hoặc là cái bếp cồn đấy các bạn, cứ sôi nóng nóng ăn rất là ngon luôn các bạn ạ. Bây giờ mình mời các bạn thưởng thức cái món ngao sốt Thái cùng với mình nha các bạn. Mình dùng bằng tay các bạn ạ. Tuyệt vời các bạn ơi. Ngao thì ngọt, rồi chua chua này, cay cay này, đúng vị của sốt Thái luôn đấy các bạn. Thơm của mùi riềng đủ gia vị các bạn ạ. Mùi sả, mùi lá chanh nữa các bạn. Không thể nào mà không có cái húng quế nữa các bạn. Lá chanh này các bạn. Cái nước rất là ngon luôn nha các bạn. Nước này mình có thể mình chấm với bánh mì hoặc là mình ăn tí bún cũng được, cũng xuất sắc các bạn ạ. Ăn phải cái lá chanh đấy các bạn, nó làm tăng thêm cái hương vị nữa các bạn ơi. Trời mà nó mát mát dịu dịu ở Vũng Tàu như thế này, thưởng một cái chảo ngao sốt Thái còn gì là bằng nữa các bạn ha. Các bạn nào mà chưa biết cái món ngao sốt Thái này, xem cái clip của mình á, mua ngay 1 ký hoặc là 2 ký, nếu mà nhà đông người chơi 5 ký luôn các bạn. Làm thử cái món ngao sốt Thái này cho gia đình này ăn cùng chung vui, nói chuyện thật là xô dắt các bạn ơi. Gia vị rất là vừa ăn luôn các bạn ạ. Ngon quá các bạn ơi. Sả riềng gia vị nó quyện hết vào cái phần nước sốt đấy các bạn. Nó quyện vào cái phần ngao nữa các bạn ạ. Thơm quá các bạn ạ. Không còn gì là bằng nữa các bạn ạ. Mình có cái gì ạ? Cái phần nước rất là ngon các bạn ơi. Đủ hương vị các bạn ạ. Cái phần lá chanh thì chua chua thanh thanh nữa các bạn ơi. Quá tuyệt vời các bạn ạ. Cái nước ăn mà từ nãy giờ các bạn biết là mình dùng thìa là mình hút cái phần nước là các bạn biết là nó ngon tới cái mức độ là không thể nào mà không hút cái phần nước được các bạn ơi. Cái mâm này mình ăn cũng hết với các bạn. Tại món hải sản mà đúng ý quá các bạn nhỉ. Mà các bạn biết không, cái món ngao à, thay vì mình gọi cái món nghêu hay là cái món ngao cũng là một loại nha các bạn. Ai thích gọi ngao thì ngao, ai thích gọi nghêu thì nghêu các bạn ơi. Nghêu ngao là một thôi các bạn ạ. Thơm quá các bạn ơi. Ăn nó càng cuốn cuốn đấy các bạn. Cái này mà bạn bè mà tổ chức tiệc các bạn, mua về làm cái món ngao sốt Thái này, ngồi ăn chung vui nói chuyện còn gì bằng nữa các bạn nhỉ. Hát karaoke rồi cái cây món chơi một chảo như thế này xuống nhất. Ừ, cái nước ngon tuyệt các bạn, mình cứ luôn khen cái nước, cái phần nước các bạn ạ. Cái màu nước cũng quá đẹp luôn các bạn ạ. Đỏ đỏ, gia vị thì chua chua, thanh thanh, hơi cay cay các bạn ạ. Cái này nếu mà các em nhỏ xí thì ăn không được các bạn. Tại sốt Thái mà nó phải cay cay một tí. Nhưng mà cay mình ăn vẫn được nha các bạn, chứ phải cay quá các bạn ơi. Con ngao mà nó ngọt lắm các bạn ơi. Các bạn mà muốn mua ngao về mà không có còn đất đấy các bạn, sạch sẽ, thì ngay đầu clip mình có chia sẻ là mình ngâm bằng nước vo gạo ấy các bạn ạ. Rồi mình cắt vào 3 trái ớt, ngâm khoảng 20 phút thôi, hoặc là 30 phút đổ lại thôi các bạn ạ. Để các bạn mà ngâm quá thì con ngao nó sẽ bị chết và không ngon các bạn ạ. Và mình ngâm cái kiểu cắt như vậy ấy, thì con ngao này nó sẽ sặc ruột và không có còn cát và bùn nha các bạn nhé. Ăn từ nãy giờ các bạn thấy là mình không có thấy là mình nói con nào mà có cái hạt cát đâu nha các bạn.
ngon quá các bạn ơi. Cái phần nước phải bạn biết vậy, sáng ra mua hai ổ mì các bạn nhỉ. Ăn chấm cái phần nước ở xuống nhất. Chúng cái húng quế lá chanh thơm quá các bạn ơi. Ai mà cảm cạn sổ mùi giống như em mình, ngồi ăn cái món ngao hấp Thái này, bắt lên cái bếp ga nữa các bạn cho nó nóng nóng, ăn được hết sổ mùi, hết sổ mùi liền các bạn ạ. Hải sản là ăn rất là tốt các bạn ơi, ăn ngon quá. Tuyệt vời, phải gọi là tuyệt vời ông mặt trời luôn đấy các bạn. Thơm quá các bạn ơi. Ngon quá các bạn ơi. Lại tiếp tục cái phần nước này, cái sốt này các bạn. Phải gọi là giống như ngoài tiệm mà các bạn. Không cách gì ngoài tiệm luôn các bạn ơi. Các bạn xem mình ăn mà mình toàn là hút cái phần nước sốt là các bạn biết là nó đủ ngon như thế nào rồi các bạn. Cái thịt, cái phần ngao thì nó ngọt xuất sắc. Có phần riềng nữa các bạn. Phần riềng với phần sả tăng thêm cái hương vị. Thơm lắm các bạn ạ. Chua chua thanh thanh, ngọt ngọt. Giống như là mình đang ở bên nước Thái Lan nhỉ. Thái Lan ăn cái chua chua cay cay các bạn. Đúng là Việt Nam mình nó đa dạng cái màu sắc món ăn phong phú nhỉ các bạn ha. Thơm quá các bạn, cái mùi riềng á. Quá ngon. Húng quế hả các bạn? Cái nước đấy, vầy nó mới đẻ các bạn ơi. Ngao cũng chắc thịt lắm các bạn. Mình thấy cũng không có con nào óp mấy. Nên các bạn mình chia sẻ cái cách cũng luộc ngao luôn đấy các bạn. Cho nên là mình luộc mà mình chịu khó một tí thì cái phần ruột thịt ngao nó sẽ không bị rớt ra các bạn ạ. Thì các bạn ơi, mình đã thưởng thức và review xong cái món ngao sốt Thái do chị em mình làm ngày hôm nay, chia sẻ đến cho các bạn xem rồi các bạn ơi. Rất là ngon, phải mình phải gói là ngon tuyệt vời mặt trời luôn đấy các bạn ơi.
Mình cảm ơn các bạn đã dành ít phút thời gian theo dõi hết clip ngày hôm nay của chị em mình chia sẻ đến món ăn là ngao sốt Thái, thật là thơm ngon. Các bạn thấy cái clip này hay á thì cho chị em mình một like nhé, cũng như một bình luận hoặc là một đăng ký kênh YouTube Cuộc Sống Hai Chị Em, để ngày mai các bạn lại nhận một cái thông báo mới là làm cái món gì nữa nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã đón tiếp những cái video tiếp theo của mình, hai chị em mình chia sẻ nhé. Mình mến chúc cho các bạn được nhiều sức khỏe. Hẹn gặp các bạn vào clip ngày mai. Bye bye.